Hyundai Elantra 2021 có thiết kế góc cạnh hơn đáng kể so với thế hệ cũ. Chiếc xe được trang bị động cơ hộp số mới và bổ sung nhiều công nghệ an toàn. Theo đó, Hyundai Elantra thế hệ thứ 7 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, tương tự mẫu sedan hạng D Hyundai Sonata hoàn toàn mới. Tuy nhiên, khác với những nét bo cong trên Sonata thì Hyundai Elantra 2021 lại chứa nhiều đường tạo khối góc cạnh ở ngoại thất. Được thể hiện rõ ở nhiều chi tiết tạo hình, tam giác và trên đèn pha, khe gió trước, cản trước, thân xe, gương chiếu hậu, đèn hậu hay cảnh gió sau. Với thiết kế có phần cực đoan này, Elantra 2021 được đánh giá sẽ khó tiếp cận đa dạng tượng người dùng. Trên Hyundai Elantra 2021 có chiều dài 4.675mm, chiều rộng 1.825mm, chiều cao 1.430mm. So với thế hệ trước, Elantra mới dài hơn 55mm, rộng hơn 25mm và thấp hơn 20mm. Bên cạnh đó, trục chiều dài cơ sở của xe cũng được tăng thêm 20mm, đạt 2.720mm. Một số trang bị mới thất đáng chú ý gồm có đèn pha bi LED tự động, đèn hậu LED và bộ mâm 17 inch. Thiết kế nội thất của Hyundai Elantra 2021 đi theo hướng hiện đại với màn hình giải trí đặt nổi bằng đồng hồ dạng kỹ thuật số. Vị trí phía sau vô lăng được chia tách rõ ràng bằng tay nắm ở khu vực cần số và cách phối màu ở táp lô. Trên Hyundai Elantra 2021 có tính năng sưởi thông gió hàng ghế phía trước, cái lái chỉnh điện tám hướng đi kèm đệm lưng. Màn hình giải trí của Elantra 2021 có kích cỡ 8 inch, được hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto bằng đồng hồ sử dụng màn hình LCD 10.25 inch. Xe được trang bị những tiện nghi như sưởi vô lăng, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió hàng ghế phía sau, bánh tay điện tử, chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động. Tại Malaysia, Hyundai Elantra 2021 chỉ có lựa chọn động cơ 1.6 lít cho công suất là 121 mã lực, mô men xoắn là 154 Nm, đi kèm hộp số CVT thấp cấp. Hiện tại, Hyundai Elantra 2021 là dành cho thị trường Malaysia, cũng được trang bị gói an toàn Smart Sense với các tính năng như hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện đi ngang, cảnh báo lệch làn, cảnh báo người lái mất tập trung. Trên đây thì chúng tôi sẽ tổng hợp lại mẫu Hyundai Elantra 2021 và mặt tại thị trường Malaysia. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nếu các bạn cảm thấy kênh của chúng tôi hay và ý nghĩa thì mong quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những video mới và những video hot vừa sẽ xin cảm ơn.